Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vision 110 2021. Lột xác cực khủng nhất hiện nay. Thường nghĩ về một cái dòng lọc Vision 110cc chỉ được các bạn nữ để đi là nhiều nhất. Nhưng hiện nay trước phong trào tìm một cái làn gió mới lạ cho các dòng xe hiện nay, được dịp anh em biker để mắt đến. Và từ đây xuất hiện rất nhiều bản đồ từ cái chiếc Vision ra mắt. Phần đầu chiếc xe được biến tấu rất là xịn sò, vẫn dùng cái công nghệ Rainbow Coaster để kiểm soát phanh trước con xe. Cái mẫu này có kích thước lịch to, lắp lên cái chiếc Vision hay các dòng xe hồng thì phải cắt khoét mũ khá nhiều. Ở phía bên ngoài là bao tay của Barracuda. Chiếc xe được trang bị các cái đèn hai tầng của SimFast với nguồn ánh sáng trắng tăng thêm cái chút hiện đại, phá cách cho xe. Cái công nghệ mới pha chút vàng giúp cho cái bộ chói đèn này không làm chói mắt người đối diện. Hiện tại cái sản phẩm này đang được bán mức giá cũng rất là ok. Cái cụm hắn đùm ở dùng là cái cụm tiếp em, phiên bản là tay ngắn. Phía sau tay lái, chúng ta đang thấy cái phần bờ cổ được minh lại để lắp được cái đồng hồ đồ chơi mang kiểu dáng cũng rất giống như cái dòng mặt cắt của Suzuki Ninja ZX-MR. Ta có thêm một cái chiếc đồng hồ nhỏ là báo vòn cũng cực kỳ đẹp mắt. Cái dàn chân trước ở dòng Hayes được người chủ bấm đầu CC đen đỏ để làm nổi bật cho cái dàn chân. Đĩa Gaffer chính hãng được bắt vào cái mâm CC 4 lỗ một cách đơn giản mà không cần chế cháo cầu kỳ gì hết. Chi tiết quan trọng cho cái dàn phanh là cái sự chất chơi với con heo của phanh Doblitz hai biết xứng. Hai thỏi được sử dụng cây bột 4 Ross kết hợp cùng một cây bột Titan, đem đến mô hình lật đẹp, âm thanh trầm ấm cũng rất hay. Ngay cả cái phần phát heo cố định vào bồ cũng được làm bằng liệu Titan. Hệ thống chân sau con xe đã vô cùng đẹp mắt khi được nâng cấp lên cái phần Holin bình dầu rời. Khả năng điều chỉnh cái độ nhún nhảy và hồi trả phù hợp với nhiều điều kiện vận hành trên từng cái cung đường khác nhau và chống sắt chỉ độ cao. Đây là phục có cái chiều cao là 310 được sản xuất dành cho cái dòng như Wallow X sử dụng, nhưng có cái độ cao và chân phục nên người chủ đã tận dụng qua cái con xe yêu của mình. Nguyên cái bộ lọc gió của Summer X được chế qua cho cái chiếc Vision hôm nay bởi vì nó gió gọn và có thể show ra được hoàn toàn cây phục. Đây là một cái chiếc Vision 110 cực kỳ nịnh mắt, em ấy đang khoe dáng trong một cái nắng chiều. Quiro nâng cấp dàn áo đến dàn chân cực kỳ nổi bật. Quiro là một trong những cái dòng xe nhập khẩu đến từ chiếc Indo đang được lòng nhiều bạn trẻ nhất vì em ấy rất là thao, bốc dáng thon gọn. Nhưng có lẽ những trang bị từ nhãn sức đưa ra không làm hài lòng được những biker yêu mến cái dòng loại Quiro. Người chủ hôm nay cũng như thế và anh ta quyết định nâng cấp con chiến mã của mình lên một cái tầm cao mới. Vừa đập vào mắt chúng ta đang là một cái bộ tem được in những họa tiết hoa văn nhiều tổ ong cực kỳ đẹp mắt. Chỉ hết người chủ đã ứng dụng một cái dàn nhựa nhám của cái chiếc Lip 110 gam màu cam liên lạc với bộ tem đẹp cá tính này. Cái phần tay lái của con xe, người chủ lọ bỏ cái sự bất tiện khi cái cụm zin đã không còn và không có phần tắt đèn, thay đó bằng cụm công tắc của Dono, tích hợp luôn bắt zin mà còn có thể tắt đèn được. Cái cụm đề chiếc xe được ứng dụng cái cụm đề Dono để có một cái khoảng trống đủ lớn bắt được cụm ga đến tín hiệu này. Tiếp đến, ta thấy được cái cụm hắn Rainbow Access 19 đi cùng với bình dọc Rainbow khối dùng để chiến thắng đến cái heo phía trước. Bên cạnh cái đùm là người chủ còn tinh tế trang bị cái tay con tiếng em một lá cờ ý như nhỏ tạo ra một cặp cân xứng với tay con Rainbow Access 19 bên kia. Cái cặp phục trước nguyên bản đã được thay mới bằng một phục độ của LCM đến từ Đài Loan. Cặp phục trước đã không có gam màu đẹp, còn phục đồ chơi chỉ có gam màu ti vàng vô cùng mỹ mà còn đảm bảo được hiệu năng nhúng tối ưu hơn. Cái điểm lớn nhất dàn chân trước là cộng dầu S với những ngắt dầu kem màu sắc rất đẹp, chiên lực thắng cho cái cụm Rainbow Access 19 đến hàng của Rainbow Blitz. Đĩa thắng được tận dụng là một cái đĩa đến từ Rocketex được bắt vào cái đùm trước bằng một cái rất lòng màu đen vô cùng điềm đạt với cái nhiệt SL đen của con xe. Còn cái dàn chân sau thì theo mình đánh giá cũng rất là phổ biến anh em chơi xe Discworld hiện nay với cây phục Holin bình dầu được sản xuất dành riêng với dòng xe này, đảm bảo hiệu năng giảm sốc im máy trên từng cung đường. Cái phần bên góc nồi được người chủ tận dụng một cái ấm trong suốt để anh em có thể nhìn xấu qua rất là đẹp mắt. Xuống đến dàn chân chúng ta thấy được một cái đùm rất là sáng bóng mà một cái càng thắng Titan cũng được nổi bật hơn. Thêm chút độc đáo hơn, người chủ đã tận dụng một cây bô của Gran Turismo âm thanh quy luật hơn. Cái sự giao chút tinh tế đến từ cái miếng che các nước Titan làm chiếc xe nổi bật sặc sỡ hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên like, share, subscribe.